Hỏi của các bạn để ở đây nè, để ở đây nha. Các bạn có nghe rõ không? Mọi người có nghe rõ không? Ok, mọi người có nghe rõ thì nếu anh em nghe rõ thì ok cho số 1 thôi. Ok, thế là âm thanh ổn rồi. Ok, rồi. Nhận được nhiều câu hỏi ở đây nè. Nói tóm lại thì cái nhóm đầu tư hai là bị giải tán rồi, còn lại cái nhóm đầu tư từ đầu một thôi, nhóm đó không có hợp tác cho nên rằng là không giữ nhóm nó làm gì. Và đại đa số là các bạn làm khảo sát từ nhóm đầu tư từ đầu một, có vài bạn đầu tư từ đầu hai thôi, nó không có nhiều lắm, nó chưa tới 10% và nhận được khá nhiều câu hỏi. Nhưng mà trước khi nói đến cái câu chuyện đó thì nhìn sơ thị trường tí, nhìn sơ thị trường tí. Ok, mọi người thấy màn hình xe chưa? Mọi người thấy màn hình đã được xe chưa? Thấy thấy màn hình được xe biểu đồ chưa? Thấy không? Thấy rồi Ok, anh ạ. rồi ok. Rồi. Phân tích kỹ thuật đấy, có gì đâu. RSI, nến, volume, khối lượng á, khối lượng đây nè. Khối lượng RSI, MACD, MA50. Nói chung là các đường MA nha, nói chung là các đường MA vậy thôi chứ đâu có cái gì đâu. Đơn giản vậy thôi. Đường MA50 và nó còn đi lên. Thì thị trường nó vẫn còn tăng. Đường MA50 nó chuối. Đường MA50 nó chuối thì thị trường nó sẽ gãy. Vậy thôi, chẳng có vấn đề gì ghê gớm ở đây hết. Thông tin thì zoom lại cho thấy. Đây. Thấy không? Nó đi lên thị trường tăng, đi xuống thị trường gãy, cho nên nhìn vô đây thấy đường MA50 đi lên là đi xuống. Nhìn thấy đường MA50 lên là xuống, đi lên là đi xuống. Rồi Lên anh nếu ạ. nếu nó đi lên thì ok, nó tăng, nó là vẫn còn tăng vậy thôi chứ có gì đâu, chẳng có gì mà phải bận tâm hết cả. Smart Money nó đánh dấu vào ngày 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 8 tháng 5 à, Smart Money vào 8 tháng 5 ở đây đó, dòng tiền thông minh bắt đầu xâm nhập vào đây, từ đây đến đoạn này, từ đoạn này đến đoạn này, từ đoạn này đến đoạn này là pha take off, đoạn này đến đoạn này là pha take off đó. Pha từ đây đến pha, từ đây đến đây là pha runway à, từ đây đến đây là pha runway à, từ đây đến đây là pha take off hay pha cất cánh à, xong pha take off rồi đó, bây giờ là đến cái pha tiếp theo của thị trường, pha tiếp theo là pha của nhà đầu tư tổ chức rồi. Nhìn tình hình thì sao, nhìn tình hình chẳng sao hết trơn á, sau những cái cây chỉnh kỳ vừa rồi rồi nó tăng miệt mài à, thì hôm hôm kia ha, hôm kia thì nó có một cái cây đã nói trước, cây này đối với cái mọi người mà có chịu đọc thì cũng nói trước là từ đây trở đi nó không còn có những cái cây 10 điểm nữa đâu ha, nó sẽ là những cái cây 15, 20 điểm hoặc 30 điểm, thậm chí nó nhiều hơn nha, càng lên trên cao nó càng vậy đó nha, nó sẽ không còn những cái cây mà nha, 10 điểm 15 điểm nữa ha. Những cái cây rũ nó thường là phải từ 20 cho đến 30, và nó kết thúc cái pha này á thì nó sẽ là cái cây mà nó vài chục điểm, 70 điểm, 50, 70, 70 điểm nha, chứ còn không có những cái pha nào mà nó gì nó dễ dàng nữa đâu các bạn nha, từ đây trở đi là không còn dễ dàng nữa đó. Ok rồi. Thế thì sao, thế thì nhìn vô tình hình thì chiều hôm nay á, đâu đó khoảng độ 2 giờ hả, coi thử coi, độ 2 giờ thấy mọi người báo là nó rủ anh Toàn ơi, xả anh Toàn ơi. Đây đây, lúc đó tôi đang nằm ngủ ngủ, nó làm cho hai cây như thế này thức kinh hồn vía, xong xuôi thì sau đó nó rút chân lên.
Đây, hai cây. Một cái cây lúc mà 14 giờ 15. 14 giờ 20. Ha, nó làm cho hai cây nó từ 1245 nó xuống đến 1232, nó mất mười mấy điểm, sau đó nó hồi lên 7-8 điểm. Đó. Nó hồi lên chỗ này là bao nhiêu coi thử. 1232. Nha. 1238 hồi lên 6 điểm, cuối giờ kết thúc hồi lên 6 điểm. Cái đoạn này là cái đoạn cuối giờ rồi. À. Các bạn biết vì sao không? Biết vì sao không? Các bạn biết vì sao không? Bạn biết vì sao không? Họ cướp hàng của nhau thôi chứ có gì đâu, chẳng có vấn đề gì hết. Có nghĩa là sao? Những bạn mà ăn rồi ngồi đó canh bảng điện nha, các bạn ăn đó ngồi canh biểu đồ, các bạn ngồi đó canh thị trường, cái việc hành động của cái việc mà ngồi canh biểu đồ, ngồi canh bảng điện là cái hành động mà mình đầu tư mà mình không có tin, mình không có tin vào chính bản thân mình nữa nha, mình không có tin vào chính bản thân mình. Mà chính vì mà không có tin vào chính bản thân mình cho nên là mình mua được rồi á thì mình ngồi canh thị trường để đợi cơ hội bán, ví dụ vậy. Thì chỉ trong vòng có 10 phút thôi, quốc cho mười mấy điểm thì tái mặt sợ sợ xách hàng ra bán vậy thôi, bất an. À, chuyện đó chuyện bình thường. À, đó là cái mà gì, cái mà tình hình về thị trường một tí thì thấy rằng là gì, thấy có ngoại thấy bán quá trời nè, HBG ra bán nè, STB nè, thấy ra bán quá trời. Hôm nay có ngoại bán được 1.200 tỷ, còn tự doanh đó, hôm nay cũng sau nhiều phiên mua ha, thì phiên trước có bán, phiên này thì cũng bán dữ đó nha, bán dữ chứ không phải không. Novaland, Novaland rồi, MWG, FPT, HBG đều đồng loạt bán hết. Đó thì thấy nhìn sơ qua thị trường là như vậy. Khối ngoại bán thì có tự doanh đỡ mà, có nhỏ lẻ đỡ chứ có gì đâu. À, vì sao? Đơn giản thấy rõ ràng là họ khôn quá trời. Họ mua ở dưới này, họ mua ở dưới này, mua đoạn này nè, mua đoạn này nè, họ mua quá trời chơi. Bây giờ ok từ đây lên đây cũng đã khá khấm khá rồi, từ đây lên đây khá quá rồi gì nữa, đoạn này lên trên này bỏ tiền ra mua đoạn này là 40% nè, 40% mà tôi lại đến 100% rồi mà, lại đến 100% rồi, chuyện đó chuyện hết sức bình thường thôi, cái gì đó. Thì mà bán cho cái nhóm đối tượng khác mua thì đơn giản ở dưới này á, thì rất nhiều người bị không có tiền, thì chính vì vậy nhà đầu tư nước ngoài người ta mua, người ta có tiền người ta mua vân vân và vân vân, thì khi lên trên này thì họ đủ lãi rồi thì họ bán. Thị trường á, lãi 40% nó đi tăng trưởng 40% chứ cổ phiếu á, nhiều khi nó tăng trưởng cả 100% rồi các bạn nhé. Cổ phiếu có cổ phiếu lại đến 150%, 200% rồi mà. Trong cái nhóm VN30 chưa lãi nhiều thôi, chứ còn Midcap tôi lãi quá trời trời rồi mà. Đó. À, thì rải đai còn thấp mà. Trời ơi, chỉnh rồi nó còn lại có 58 nè. À, 58, 74. Vẫn mình vẫn còn có thể nhập hàng được nữa chứ không phải không. Hôm 23 ha, hôm 23 là anh đã nhắc là hôm 3 đoạn này nè. Hôm nay ba đã nhắc rồi, anh đăng cái hình của Warren Buffett ha, anh đã nhắc rồi trong chuyện là gì, không lẽ mà đợi lên trên cao thì hôm đó rỡ ai nói đoạn này ha, hôm đó mà rồi 340 thì bạn nào được đó nhập hàng thì bây giờ có hàng rồi mình có thể gia tăng vị thế được, chẳng có vấn đề gì, không có rủi ro gì ghê gớm đâu ha, chẳng có vấn đề gì hết. Hiện nay là quý 3, quý 3 là vùng chuẩn thông tin,
Thứ ba là phần chuẩn thông tin. Quý ba các bạn là người ta, quý ba là người ta ém, người ta ém tất cả các cái lợi nhuận hết. Ém nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất của cái việc mà ém lợi nhuận á là để có thời gian chuẩn bị báo cáo cho quý tư, làm đẹp giấy tờ sổ sách. Cho nên báo cáo quý ba này thường các bạn thấy nó không có đẹp nha, thường các bạn sẽ thấy nó không có đẹp. Và khi mà nó không có đẹp á, nó không có đẹp á, thì cũng là giai đoạn để rồi người ta gom hàng, người ta gom hàng. Và khi mà nó gom hàng xong xuôi thì quý tư nó ra báo cáo đẹp, quý tư nó ra báo cáo đẹp thì nhỏ lẻ mới thấy kinh tế tăng trưởng, doanh nghiệp làm ăn tốt, vân vân, bay vô múc. Chính vì bay vô múc cho nên rằng là đu cái đỉnh đợt một thế thôi, chuyện đơn giản mà, chuyện nó hết sức đơn giản, không có vấn đề gì hết. Đó là cái mà gì, đó là cái mà định hướng của cái mà thường nó xảy ra trong quý ba là như vậy, thường nó xảy ra trong quý ba là như vậy. Thì bây giờ là tháng 9 rồi, còn độ hết hết nửa tháng nữa là nó kết thúc quý ba. Sang tháng 10, đầu tháng 10 là bắt đầu công bố các cái báo cáo thì các bạn sẽ thấy nha, đó các bạn sẽ thấy. Rồi còn nhìn nhận về thị trường nha, nhìn nhận về thị trường, về vĩ mô ok, vĩ mô gửi rồi, không có vấn đề gì hết cả. Kinh tế đang rất nỗ lực phục hồi, chính phủ thấy cũng đã hy sinh tỷ giá rồi. Vì sao hy sinh tỷ giá? Tỷ giá là cái chuyện bên ngoài, đạt được tăng trưởng kinh tế mới là cái quan trọng nhất cho tất cả các thành phần trong xã hội. Cho nên tỷ giá nó có tăng tí không sao. Nhìn vô tình hình kinh tế vĩ mô rồi báo cáo các bạn coi rồi, tất cả đều ok hết, giải ngân đầu tư công cũng rất là ok, đến tháng 8 là 4 mấy% rồi. Nếu mà tháng 9 tháng 10 nữa cũng sẽ sớm thôi, không có vấn đề gì đó. Nhìn vô phân tích kỹ thuật mà nói với các bạn á, phân tích kỹ thuật á, những cái gì các bạn nghe trên vĩ mô thì nó đã thể hiện trên phân tích kỹ thuật hết trơn rồi nha. Có nghĩa là dòng tiền thông minh nó vô từ từ hôm nè, từ ngày 8 tháng 5 2023 là nó đã vô rồi. Mà hôm 8 tháng 5 á, thì rõ ràng là chưa có báo cáo quý 2. Quý 1 á, nó tăng trưởng có 3,7% thôi nha. Tháng 5 là chưa có, tháng 6 á nó mới ra là tăng trưởng 3,9%. Thì từ ngày 8 tháng 5 là dòng tiền thông minh đã bắt đầu xâm nhập thị trường rồi. Thấy không? Những cái gì mà nó thể hiện cho nó, vì sao? Vì có nhất rất nhiều người người ta làm ở trong những cái khu vực như vậy, người ta hiểu thông tin như vậy, người ta cũng là nhà đầu tư, người ta biết là kinh tế nó đã bắt đầu ổn lại rồi, thì người ta đã vào trước thị trường rồi, tiền người ta đã dẫn vô trước thị trường hết trơn rồi. Đó, chuyện đó chuyện bình thường. Cho nên khi mà thông tin nó đến tai anh em á, nó thể hiện vô giá rồi. Nó đến ngang đây, đến khoảng độ nửa tháng 6 ngang đây, nửa tháng 6 thì nó mới có mấy cái báo cáo của quý 2, thì nó chạy được một đoạn rồi nè, nó chạy được một đoạn rồi nè. Đó. Cho nên rằng là nhìn vô thì thấy chẳng có vấn đề gì hết. Thị trường từ đây đến cuối năm sẽ phải tiếp tục tăng nữa, chưa có vấn đề gì sợ hết trơn. Nếu như mà ai mà mua được nền giá tốt, ai mua được nền giá tốt, ví dụ ai mà nhập hàng một hôm mà được ở đây nè, nhập ở cái điểm mà tôi nói á, một hôm điểm tôi nói là hãy tham lam khi mà người ta sợ hãi, mà hãy sợ hãi khi người ta tham lam á, hôm đó tôi nói vậy. Mà hôm đó mà nhập hàng thì an tâm ôm, chẳng có vấn đề gì nha. Hôm đó con trai tôi cũng nhập hàng, đó, con của tôi cũng nhập hàng, và con tôi nhập hàng đến giờ này lãi 20% rồi đó. Hai cha con tôi cùng đầu tư với nhau chẳng có vấn đề gì hết, hướng dẫn cho con nhập. Tôi hay nói mọi người sao, hay nói mọi người là người ta thường, người ta không dám cho con đi học đầu tư, người ta không cho con đi học đầu tư,
Năm nay á, trường đại học kinh tế á, năm nay trường đại học kinh tế á, thì người ta gì mở cái khoa là đầu tư tài chính. Tôi nói con tôi đăng ký học. Vì sao? Cái bản lĩnh của cha hướng dẫn lại cho con. Mình đầu tư thắng lợi, hướng dẫn lại con đầu tư thắng lợi. Chứ còn nhiều khi bố mẹ đầu tư thua tà le, lấy đâu mà dám nói con vô đầu tư. Bố mẹ phải đầu tư thắng lợi thì mới nói con là đầu tư, xông vào đầu tư đi con. Còn bố mẹ mà đầu tư còn thua tà le, mình giống như phá gia chi tử vậy. Bây giờ mình lại bắt con mình vô thêm đứa phá gia chi tử ở trong gia đình nữa, nên sao làm? Sao làm? Thì đó là cái gì, cái mà đơn giản thôi. Năm nay trường đại học kinh tế đó chỉ tính tuyển có 53 điểm thôi, nhưng nhà tôi là 64,5 điểm. Cái môn mới và ít người gì nữa, cho nên là cháu nó dễ dàng nó vô đó, cho đi học chứ không thôi vô người ta cứ nói ông bác bảo hiểm biết mẹ gì về đầu tư, mà nói cho con đi học làm to luôn chứ biết. Vậy thôi. Còn tình hình thì nhìn vô thì thấy rằng là nha, nếu mà bạn mua được ở cái khoản như tôi nói, mua ở cái khoản này, tuần là ở cái khoản này, và hôm đó nó nằm ở đây nè, nó khoảng 60 rồi ai tuần nó khoảng 60 và ngày hôm đó nó khoảng có 40 thôi đó, thì các bạn giữ giữ được theo khung tuần á, thì các bạn lãi to nha, giữ cho được khung tuần thì các bạn lãi to. Còn các bạn mà cứ vào ra thì các bạn rất là nhọc, cứ đợi một cây khoảng rung khoảng 30 điểm mới sợ quá sách ra bán, các bạn sẽ vô cùng nhọc và nhiều khi ăn không được nhiều nha, ăn không được nhiều. Một hôm đó, đoạn này nè các bạn, đoạn này nè tôi lãi được 64%. Đoạn này nè, nó đẩy mấy cái cây này tôi còn có 30%, đến cây này là tôi còn có 30% lợi nhuận thôi nha. Mà từ chỗ này đến chỗ này hiện nay đến chiều hôm nay á, là tôi thấy sáng sáng tôi mở, chiều giờ tôi chưa mở ra, sáng tôi mở ra là được 107% nha. Đến sáng tôi mở ra 107%, với chiều nó lắc cái kiểu như thế thì chắc là còn 100% nha. Đó, cái này là thực tế của tôi làm đó. Từ trên này là 64% nè, mà xuống dưới này còn 30%, mà nó lên lại trên này thì nó thành là 107%. Chắc bây giờ khoảng 100% thôi, giờ chắc khoảng 100% thôi. Đó, tôi nói để các bạn biết là vậy. Tất nhiên là tôi có dùng margin nha, tất nhiên là tôi có dùng margin, tôi có dùng đòn bẩy đó. Thì đó là cái mà thấy. Còn nếu mà nói rằng là khung tháng thì chưa đâu, sẽ còn ít nhất là 6 tháng phê pha nữa, ít nhất là cũng phải 4 5 tháng, ít nhất là còn 4 5 tháng rất là phê nữa nha, 4 5 tháng rất là phê nữa. Thì nhìn là như vậy, thấy là như vậy. Tuy nhiên á, nó có một cái đó là nó còn phụ thuộc vào vĩ mô nữa, nó còn phụ thuộc vào vĩ mô nữa. Chứ còn mà nếu chỉ có nhìn ngay phân tích kỹ thuật thôi thì chưa đủ, tại vì cái vĩ mô là cái thực tế, cái vĩ mô là cái thực tế đó. Cho nên nó luôn nói tới câu chuyện là gì, đầu tư là phải dựa trên kinh tế vĩ mô, dựa trên chính sách điều hành tiền tệ, đó là nền tảng nha. Và những cái gì nó diễn ra trên kinh tế vĩ mô và chính sách điều hành tiền tệ thì nó thể hiện trên phân tích kỹ thuật chưa nha, nó thể hiện trên kỹ thuật chưa. Cho nên rằng là hai cái bộ môn đó là không có thể nào tách rời ra được, không có cách nào tách rời ra được hết nha. Và phân tích cơ bản thì sao, tất nhiên nó cũng kết hợp với phân tích vĩ mô để nó thể hiện trên phân tích kỹ thuật chưa. Đến khi mọi người cùng, khi tất cả mọi người đều thấy á, nói thật với các bạn là khi mà cơ hội mà tất cả mọi người đều thấy thì nó không còn là cơ hội nữa nha, nó không còn là cơ hội nữa đó, để mọi người hiểu như vậy. Ok rồi, bây giờ dạo qua một số cái các bạn hỏi, chia sẻ thêm về về kiến thức về phân tích kỹ thuật. Tôi chỉ chia sẻ sách đọc thôi các bạn nha, chỉ chia sẻ cho các bạn về sách đọc thôi, chứ không thể chia sẻ cho các bạn cái gì, cái mà nói rằng là gì là timing được các bạn. Các bạn hết sức thông cảm, nói thẳng cái này, nói thẳng. Vì sao? Vì bỏ công bỏ sức ra đọc nhiều sách lắm
bỏ công bỏ sức ra đọc rất là nhiều, đọc biên cả người lẫn nha, đọc nhiều lắm đây nè, đọc đủ thứ nè các bạn coi nè, đây đọc đủ thứ cả đây, thấy đọc sách không, đọc sách không, đọc nhiều lắm, nổ não lận mới có được cái phương pháp riêng. Đọc xong xuôi rồi mang tiền ra áp dụng, thua tà le tắc lét đã, đau bao tử đã, đủ thứ chuyện hết trơn á thì mới có phương pháp riêng. Cho nên rằng là cái đó để tôi dạy, để tôi kiếm, tôi cầm tay chỉ việc, tôi kiếm cơm chứ, chuyện bình thường mà. Tôi đầu tư rất là nhiều, mất mát rất là nhiều, cho nên rằng là cũng phải có cách để thu hồi chứ. Các bạn thông cảm chuyện đó. Còn phân tích của tôi là gì? Rất nhiều bạn K6, K6 là thứ sáu này mới khai chưa mới 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 khai giảng nè. Các bạn là tham dự những cái buổi giao lưu đợt trước cũng như là giao lưu offline. Các bạn đăng ký đến giờ này 2 tháng có nhiều bạn lại cả tỷ đồng rồi. Lãi quá trời trời luôn rồi. Có những bạn lãi đến cả 100% rồi. K6 thì ít nhất có những bạn lãi đây nè, có bạn K6 đâu lãi nhiều. Bạn K6 lại 240% nè. Nè, bạn là bạn K6 rồi. Bạn là bạn K6. 240% nè. 2 tháng đó. 2 tháng đó các bạn. Thì các bạn coi đó làm sao? Các bạn coi năm cái video clip ban đầu của tôi chứ mấy. Rồi xong xuôi rồi tiến thoái với thị trường kiếm tiền thôi, vậy thôi, không vấn đề gì đâu. Mà đã là đã thực hiện rồi, ok, không có vấn đề gì hết cả, nó rất là khỏe ha. Rồi cho nên là nói là muốn chia sẻ thêm về phân tích kỹ thuật á, thì cái đó tôi chỉ nói cho mọi người biết, ok, nhìn vô tôi thấy thị trường như thế nào thôi. Còn vì sao tôi thấy như vậy á, thì chỉ có những người mà từ khóa 1 đến khóa 6 người ta có trả tiền kèm cặp á, thì mới nói được các bạn. Còn bây giờ sách ra nói cho các bạn á, thì những người đó người ta nói sao với tôi nói sao chuyện với người mấy người đó được ha. Rồi ok, nghỉ hưu hả? Nghỉ hưu thì cái nào mà tôi thấy không còn vui nữa thì tôi nghỉ hưu thôi, chứ giờ biết sai giờ. Rồi bỏ qua mấy cái lời khen đi. Rồi rất vui tham gia nhóm và trong quá trình tìm hiểu về chứng khoán phái sinh hàng hóa cũng rất bị lần nhiều bạn bị này bị kia. Cái chuyện trên thị trường nó vậy các bạn, cái chuyện mà đụng đến cái chuyện tiền bạc á, nó thì với các bạn như thế này nè, ai mà mới vào thị trường tài chính cũng như nhau hết á các bạn, ai mới vào thị trường tài chính đều như nhau hết trơn á. Người ta biết mình cái chuyện gì, người ta biết mình là cái người mà mới, kiến thức không có, kinh nghiệm không có, mà chính vì kiến thức không có, kinh nghiệm không có, người ta sẵn sàng lùa gà úp bô mình cho nó nhanh các bạn. Chuyện đó đừng nói là bạn, mà ngay cả tôi cũng bị. Khi mà tôi mới vào thị trường tôi cũng bị, và nên khôn trả khốn một lần, chuyện đó cũng là chuyện bình thường mà. Và chính vì vậy mà về tìm ra được cái người để rồi có thể cầm tay chỉ việc cho mình đến nơi đến chốn trên thị trường tài chính là không dễ nha, không dễ. Tìm ra được người rồi, người ta có tâm là một chuyện, nhưng người ta có bản lĩnh hay không là một chuyện khác nha. Người ta có bản lĩnh để có được lợi nhuận trong cả uptrend và downtrend, thị trường đi ngang, thị trường tăng trưởng hay là thị trường giảm điểm, đều có lợi nhuận được hay không lại là một câu chuyện khác nha. Đó, cho nên rằng là thôi thì đó là những cái kinh nghiệm và một trong những cái mà các bạn cần phải biết. Tôi thấy nhiều người á là không chịu tìm hiểu gì hết trơn á, cứ nghe nói rồi bị hiệu ứng đám đông, bị hiệu ứng hào quang rồi nhào vô thôi. Mình phải tìm hiểu chứ, ủ tiền mà làm ra cực khổ mà các bạn. Tìm hiểu thử là cái ông đó làm sao ha, thành tích như thế nào, rồi ông chứng minh như thế nào. Thì thí dụ như một cái bài, thí dụ như ở trên này tôi nói, nhiều người ta nói ủa sao anh không quảng cáo khóa học. Tôi nói tôi không quảng cáo khóa học á, thì nói thiệt với các bạn là có không, có, nhưng mà tôi chạy có một lần hai lần gì đó thôi. Còn lại tôi tập trung toàn lực vô cái chuyện gì, làm sao cho mọi người cố gắng hiểu. Thí dụ
Ví dụ trên trang Facebook của tôi đây, trang Facebook của tôi đây, nghe, khóa để ở đây, ở trên này ghi rất rõ, bấm vô đây cũng thấy, bấm vô đây cũng thấy nè, bấm vô đây cũng thấy nha, nha, nó có đây nè, đó, nó có, rồi bấm vô trong cái trang này, trong chỗ này cũng có, ha, đó, hoặc là cái bài rất nhiều người tôi thấy là không thèm đọc, tôi ghim bài ngay trong đầu trang này, đó, rồi ở trong này tôi còn nói rất là rõ, tôi còn nói rất là rõ, ha. Tất cả những cái gì mà tôi viết tôi để đây đó, khóa học đó, thì tôi có chạy quảng cáo ở trên là cái trang nhà cổ vững vàng tôi có chạy, họ có không, có, nhưng mà chạy có một hai lần gì đó thôi, còn lại sao, còn lại là những cái bài viết nha, tôi chạy những cái bài viết mà tôi viết về tài chính nha, tôi chạy những cái bài viết về tài chính, những cái bài mà tôi cố gắng làm sao mà nói cho mọi người hiểu cái cách học như thế nào, cái cách nó ra sao, vân vân và vân vân. Chứ tôi không có tập trung, tôi không có, người ta thì người ta dùng toàn bộ tài lực và tiền bạc để người ta chạy cho cái khóa học thôi. Còn tôi ấy thì cố gắng làm cho mọi người hiểu vậy thôi. À, tôi cố gắng hết sức làm sao cho mọi người hiểu về gì, về về những cái cần phải tìm hiểu, cần phải hiểu biết trước khi mà tham gia đầu tư đó. Chứ có gì đâu mà mình cứ phải phải này nọ chi cho mất công ha. Có bạn lại được 91%, ok, chúc mừng nha các bạn. Những các bạn nè, các bạn thấy nè, có những bạn đại đa số nha, trong trong nhóm những bạn làm khảo sát á, thì tôi thấy là đại đa số đều có lại. Có những bạn âm 50% á, thì tôi không có tin là nằm ở trong hệ sinh thái đâu. Các bạn này á là nhóm đầu tư từ đầu số 2, âm 50%, thì cái ngày tôi không tin là thứ nhất là bạn này tới cái hệ sinh thái trễ, ha, thứ hai là có thể là bạn này đã mua trước đó rồi. À, còn nếu mà các bạn nhìn lại các bạn thấy nè, à, đại đa số là có lãi hết nha, trong 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 đầu tư từ đâu một lãi nhiều lắm, nhiều bạn ở trong đầu tư từ đâu một lãi rất là nhiều nha, lãi lãi cực kỳ nhiều luôn. Ở trong đầu tư từ đâu hai á thì ít hơn, và đâu đó cũng có một vài người bị lỗ nha, đâu đó cũng có một vài người bị lỗ, nhưng mà cái chuyện này không học thì lỗ là chuyện bình thường thôi mà, ha, chuyện bình thường thôi. Rồi à, nhìn qua đây xem thử các bạn hỏi có cái gì nè. À, làm công ăn lương chưa có điều kiện học, tích lũy đi em, em cứ tích lũy. À, chứ còn nói thật với các bạn á, người làm công ăn lương khó đầu tư lắm đó Tuấn. Một trong những cái khó của nhà người làm công ăn lương là khó về đầu tư, em biết vì sao không? Biết vì sao không? Thí dụ nè, một tháng lương em làm ra 50 triệu, nhưng mà nhiều khi trong một phiên á, nó rung cho thằng cây giảm 50 triệu, 100 triệu, nhiều khi em chịu nhiệt không có nổi. Mình thấy nhiều khi là có một cây thôi nó bay hết 50 triệu thu bằng một tháng thu nhập của mình, và nhiều khi là mình chịu nhiệt không nổi đó. Vấn đề là chỗ đó, vấn đề là chỗ đó. Nhưng mà để mà hiểu được cái câu chuyện đó thì em thử tập đầu tư cái gì đó đi, mất mát rồi mới hiểu. Ví dụ như bỏ ít tiền mở quán cà phê thử coi, rồi khi quán cà phê không thành công rồi em thu được cái gì không biết liền à. Lúc đó các bạn mới hiểu về cái câu chuyện và đầu tư nha Tuấn. Nên là cứ từ từ tìm hiểu, từ 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 tích góp. Quan trọng là mình biết là đầu tư như thế nào, mình biết rằng là ở Việt Nam mới có những cái hệ sinh thái mà họ đàng hoàng để hướng dẫn mình vân vân và vân vân. Chứ còn mà nếu mà mình không biết mình thò mặt ra bị oppo liền. Thế nhưng một hôm có người nè, tôi làm hồi đó tôi làm cũng chật vật, thế có người mới vô nói rằng là nhờ người này nhờ người kia chạy marketing dùng. Thì tôi nói ừ thì cũng đúng, mình làm mà người ta đàng hoàng tử tế mà người ta không biết đến mình là do mình không làm cho họ biết. Thế là tôi cũng nghe lời, tôi cũng nạp tiền để cho người ta chạy quảng cáo vô, chạy
6 tháng á, tôi thấy tiền quá trời trời tiền nhưng mà chẳng có kết quả gì hết. Nhiều khi á nó không bằng cái thời tôi không chạy nữa. Rồi tôi mới thử tìm hiểu, tôi phát hiện ra tôi bị lùa gà. Do tôi không biết cho nên rằng là người ta lấy tiền của tôi thôi mà không có mang lại hiệu quả gì hết đó. Thì thế mà thế thì sao, ai chả thế, lúc mà mình mới thò vô cái lĩnh vực nào đó họ biết nhiều mình không biết thì họ lùa gà mình, nó bô mình chuyện bình thường thôi. Kỳ vừa rồi có nói hỏi trên mạng xã hội nhiều người, có một bạn, có một bạn thiếu thành ý, bạn vô đó tôi thấy anh chạy quảng cáo rồi mua like mua đồ này nọ, anh không biết hả, anh không biết gì hả. Tôi có làm việc đó và tôi bị lùa gà và tôi tiếp tục mắc cỡ đây, có gì đâu. Vấn đề ở chỗ là có thất bại, dám nhận thất bại để vươn lên, cái đó mới quan trọng. Khối ngoại bán ròng nhiều phiên gần đây có đáng lo không? Xin nhận định vùng kháng cự sắp tới. Vùng kháng cự sắp tới thì có gì đâu ghê. Chuyện mà nhà đầu tư nước ngoài bán ròng thì vấn đề ở chỗ là hàng người ta bán cái này người ta mua cái kia, người ta bán cái này người ta mua cái kia, người ta đảo hàng tiền á. Thì đây nè, nó vẫn còn ở trong thị trường nè, tiền nó vẫn còn ở trong thị trường nè, cho nó các bạn nhìn nè, nhìn nè, tiền nè, đoạn cao mà, chứ đâu phải cái đoạn như thế này đâu, các bạn thấy lúc nữa rồi nè, tiền nè, tiền nó ở trong thị trường nhé, tiền trong thị trường, chẳng có vấn đề gì hết, tôi thấy chẳng có vấn đề gì hết, tiền vẫn ở trong thị trường, đó, mà chính vì tiền ở trong thị trường, thì ok thôi. Có gì đâu, khi nào mà tiền mà nó thoát ra ngoài thị trường cơ, thí dụ Trung Quốc trong mấy tháng qua là nước ngoài nó rút tiền ra nha, chứng khoán Trung Quốc á, nước ngoài nó rút tiền ra, đó là điều đáng lo lắng. Nước ngoài Trung Quốc thì sao, tôi cho rằng Trung Quốc sẽ giống như Nhật Bản ở thập niên 90, ở thập niên 1990 á, ở thập niên 1990 á các bạn, thì có cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản nha. Và sau cuộc chiến tranh thương mại đó thì Nhật Bản 30 năm vừa rồi kinh tế không phát triển nha, kinh tế không phát triển đó. Thì đó là cái mà gì, đó là cái mà tôi lo. Tôi cho rằng Trung Quốc nó cũng sẽ đi vào đúng cái con đường của Nhật Bản. Tuy nhiên là khi mà cái chuyện đó nó xảy ra các bạn, chuyện đó xảy ra thì Nhật thu nhập bình quân của Nhật Bản là trên 40.000 đô một đầu người rồi. Hiện nay thì Hàn Quốc cũng 33.000 rồi. Còn Trung Quốc hiện nay nó khoảng có 12.000 người, 12.000 đô la trên một đầu người thôi. Với cái dân số đông như vậy thì mà gây chiến với chiến tranh thương mại của Hoa Kỳ thì Trung Quốc sẽ dính vô cái bẫy thu nhập trung bình đó, thì đó là cái mà có thể xảy ra trong thời gian sắp tới. Và cách mà nhìn nữa thì thấy rõ rõ ràng là phương Tây họ tới Trung Quốc họ mang nhiều cơ hội, còn bây giờ họ đi, bằng chứng là Apple đã rút 11 cái nhà máy ra khỏi Trung Quốc sang Việt Nam rồi, Ô, Ấn Độ chắc rồi, nó nữa tôi rồi. nghe em là cái gì mà ngoài vậy nên Okay. Cho nên rằng là gì? Cho nên rằng là khi họ đi á, họ tháo tiền ra. Khi họ đi á, thì họ tháo tiền ra các bạn. Và tất nhiên họ mang theo cơ hội luôn. Trẻ, người trẻ Trung Quốc hiện nay thất nghiệp rất nhiều, sinh viên ra trường thất nghiệp rất nhiều. Câu chuyện chơi với phương Tây nó như con dao hai lưỡi vậy đó. Cho nên rằng là gì? Họ thích thì họ sẽ đô mình lên, họ không thích thì họ sẽ đà mình xuống. Quan trọng họ đến họ mang cái gì, họ đi mình còn lại được cái gì, cái đó mới là cái quan trọng. Còn kháng cự hả, đâu có cái gì đâu. Bật này lên, bật lên, đừng có hỏi làm gì mấy cái này hết, tôi bày lần thôi nha, rồi làm thôi chứ có gì đâu. Fibo nè, Fibonacci thoái lui nè,
Em để dưới này nè, để cái đáy nè, để cái đáy nè, để cái đáy nè, thấy không? Kéo lên đây. Đó, kéo lên đây. Đó. Kéo lên đây. Thì vùng kháng cự tiếp theo của nó là 1.285 nè. Nó đang dao động ở trong cái khoảng này đấy, dao động trong khoảng này nha. Hỗ trợ của nó là 1.206, là 1.200 đó. Còn kháng cự của nó là 1.285. Đó là trung dung nè. RSI cho phép mình có thể gia tăng hoặc mua mới cũng được, miễn là đừng có mua những cái cổ phiếu nào mà RSI quá cao thôi. Còn những cái cổ phiếu nào mà nó được hưởng lợi do chu kỳ kinh tế thì ok được mà, đâu có vấn đề gì đâu. Dùng cái Fibonacci vẽ từ dưới đáy lên trên đỉnh nhé. Rồi nếu có màn hình đủ to như tôi 32 inch đó, thì kéo, mình kéo ra, thì mình thấy được nhiều thứ. Cái Fibonacci này nó hay lắm nha. Cái này thì tự đọc ở trên mạng, không cần phải ghê gớm gì hết cả. Những cái mà nằm ở phía trên này được gọi là kháng cự nha, nằm ở phía trên này nè được gọi là kháng cự, ở dưới này, ở phía dưới này, ở dưới nến đấy là hỗ trợ, nó chỉ vậy thôi. Và những cái cây nến nào, mà có khối lượng đủ lớn mà nó phá vỡ MA, nó phá vỡ cái đường đường kháng cự thì nó sẽ đi lên. Nào, những cái nến như xuyên nè, nó xuyên lên, nến Maribor dương, một nến cường lực, nến cường lực, nó xuyên qua những cái đường kháng cự như vậy thì nó sẽ bung lên. Nó vậy thì có gì đâu, vẽ lần thôi. Thành cái là mình dùng cái đó mình coi thôi, chứ mình cũng đừng có phụ thuộc vào người khác cái chuyện đó nhé, đừng có phụ thuộc. Bay lại thôi nè, bay lại thôi, đơn giản lắm. Này thì chẳng có cái gì, này chẳng có cái gì, bật nó lên xong xuôi rồi cái là dùng Fibonacci thoái lui, vẽ từ dưới đáy, kéo lên đây đỉnh, ra những cái vùng kháng cự hỗ trợ vậy thôi, đơn giản. Rồi đăng lên thị trường, nó đăng lên nha. Bạn Huy nói đăng lên, thì trường nó đăng lên thôi chứ không có vấn đề gì hết cả. Trong quá trình nó lên thì nó phải có những cái phiên phiên rung lắc, chuyển bình thường. Càng lên cao gió càng nhiều. Vấn đề chỗ là ai mua được hàng rồi thì cố gắng mà giữ hàng nè, cố gắng mà giữ hàng. Mất hàng thì mất ăn đó, tại vì á cái đoạn thường á là quá 70 tôi không cho mua, nhưng mà nói thật với các bạn cái đoạn này mà giữ đường này, ôi trời, ăn phê phê, thật là phê vậy nha. Đoạn này nè giữ được á thì là phê, cực kỳ phê. Có vấn đề chỗ là cái độ bản lĩnh giữ hay không á các bạn ha. Đó. Rồi. Tiếp theo cái gì đây? Ngành cảng. Không có nghiên cứu em ơi. Không nghiên cứu. Tất nhiên là khi mà kinh tế nó phát triển á, thì tất nhiên thì nó kéo theo cái chuyện là cái ngành cảng nó tăng trưởng theo, hàng hóa xuất nhập liên tục, ok, rất là ok. Thì tôi không có tập trung mấy cái ngành đó, em mà, cho nên là không có nghiên cứu, cho nên là bây giờ nói nhiều khi là tôi là nói bốc phét. Tại vì sao, nói thiệt với các bạn là đối với tôi á, hiện nay là cứ bằng banh chứng thép bất động sản thôi, tôi nắm thôi vậy thôi, chứ còn tôi không quan tâm đến ngành ngành khác. Vì sao tôi không quan tâm đến ngành khác? Thì đơn giản những ngành khác nó không phải là ngành trọng yếu ở trong nền, ở trên cái nền tài chính chứng khoán Việt Nam hiện nay á. Nên là chứng khoán Việt Nam mà muốn lên thì có bằng chứng thép vậy thôi, bất động sản vậy thôi. Đặc biệt là banh, ở trong VN30 12 con rồi mà rất nhiều con nó chưa chạy. Cho nên là muốn đi lên nữa thì banh nó phải chạy vậy thôi. Còn cái chuyện những cái ngành mà dầu tôi có đầu tư dầu khí thì tôi không thể bỏ được. Tôi bằng chứng thép dầu khí bất động sản đó, đó là những cái cổ phiếu mà tôi có nắm giữ đó, nó chỉ vậy thôi. Còn những cái ngành khác gần như tôi không quan tâm luôn nha, gần như không quan tâm luôn. Tại vì sao, nó có tăng hay là nó giảm chẳng ảnh hưởng gì đến VN Index hết đó.
thí dụ đường, thực phẩm vân vân, không quan tâm, cảng không quan tâm, tại vì gì? Cái trọng số nó ít đó. Ăn đó, tôi nói thiệt các bạn, tôi mà đã đầu tư rồi tôi ăn dày thì tôi mới làm, ăn mỏng không làm, mệt, tại vì đã lỡ gặp rủi ro rồi, lỡ kiểu gì cũng rủi ro rồi các bạn. Đầu tư cái ngành rủi ro cao thì mình phải gain lợi nhuận cao. Tôi không có người nói là chấp nhận là bộ, không có người nói con bao hả, con bao nói là 14, phi vô trong Facebook của tôi nói là múc con bao, nói đứa nào phím em múc con bao ở giá 14 đóng vỡ mỏ đó. Xong có bạn nói với anh là gì, sao anh nói vậy, em cũng làm môi giới đây vân vân và vân vân. Tôi nói làm cho người ta mất tiền còn nói tầm bậy tầm bạ. Bây giờ các bạn coi lại con bao đi, từ 14 giờ nó xuống nhiêu, nó xuống 11, 12 gì đó, bây giờ nó lên lại 12 mấy, nó đâu có phải là con theo chu kỳ kinh tế mà mua đó làm chi đó, ví dụ vậy. Cho nên rằng là gì, tôi chỉ tập trung vào những cái cổ phiếu nào được hưởng lợi theo chu kỳ kinh tế thôi, mà nó phải trọng yếu để rồi khi mà thị trường tăng là nó tăng theo, mà khi thị trường nó giảm là tôi biết đường tôi bán. À, đó, vậy thôi. À, bộ hôm vào 23 rồi mình nên giữ tiền đợi chỉnh rồi mua mua lại. Nó tùy em ơi, nó tùy cái cổ phiếu của em nó còn dư địa tăng hay không. À, còn nếu không thì mình có thể mua bình quân lên được, nếu mà RRA nó còn thấp, RRA thị trường nó vẫn đủ để cho mình có thể gia tăng vị thế, cũng có thể được mà. Chứ còn còn nó tùy thuộc vào cái khoản tiền nữa chứ. Cái khoản tiền của em nhiều quá mà lại đợi cho đến chỉnh, biết bây giờ mới chỉnh. Nói thiệt đợt chỉnh hơi lâu đó, đợi hơi lâu quá, nếu mà em đợi là em sợ là đợi hơi lâu á, nó sẽ có những cái cây rung lắc khoảng chừng 30 điểm, 40 điểm. Thì những cái cây đó thì mình có thể nhặt được. À, ví dụ như là cái cây ngày hôm kia khi nó rớt hai mấy điểm á, cây đó mình nhặt được ví dụ vậy. À, nhưng mà đã nói rồi, tôi nói cái này tôi nói lâu rồi, vấn đề chỗ là mình phải biết cái điểm vô, không biết điểm vô cái đó em phải học timing thì em mới tự tin được, chứ còn mà không học timing khó lắm nha. Timing ở cái đất nước này không có nhiều người dạy đâu, nói cho biết, dạy là một chuyện nhưng mà chuẩn hay không là chuyện khác nha, nói thiệt luôn á. Cho nên là hỏi câu này rất là khó nói nè, nói họ không biết là em vô được bao nhiêu hàng, để em còn bao nhiêu tiền mặt đó, để em mua con gì, mã số gì, mã gì vân vân và vân vân, rồi có đúng ngành hay không vân vân. Cho nên là nếu mà chỉ dựa trên câu này mà trả lời thôi thì nhiều khi tôi thành thầy bói. Em phải biết timing, nói tóm lại là em phải biết timing, kiếm mấy người thầy dạy cho timing nha. Không, xin lỗi các bạn, không, ở đây tôi không có nhận định cổ phiếu, tôi không có làm như người khác đâu nha. Ở đây không phải là hội lùa gà Oppo, và cái video này sẽ được đăng công khai. Video này sẽ được đăng công khai. Chính vì vậy mà sẽ không có cái chuyện là nhận định cổ phiếu này, nhận định cổ phiếu kia, không có đâu các bạn. Hệ sinh thái của tôi á, hiện nay nó khoảng 120 người nha, khoảng 120 người, 6 khóa rồi tuyển được khoảng 120 người, cộng với cái hỗ trợ nhóm đầu tư từ đâu nó khoảng là 770 nữa, thì nó đâu đó là khoảng gần ngàn người. Nhưng mà trong 120 người mà tôi cầm tay chỉ việc á, họ hoàn toàn độc lập, họ không cần phải hỏi tôi là thầy em mua con này được hay không, không cần phải hỏi, họ cũng không cần phải hỏi là em đoạn này em có xuống tiền được hay không, đoạn này có bán hay không, đoạn này có thể gia tăng vị thế hay không, đoạn này có thể để hạ vị thế hay không. Không cần phải hỏi tôi những cái câu đó, chưa bao giờ họ cần phải hỏi hết trơn á đó. Mà họ tự động biết là lúc nào cần làm gì, lúc nào nên xuống tiền, lúc nào thì nên gia tăng vị thế, lúc nào nên giảm vị thế, lúc nào nên giảm margin, lúc nào nên thoát khỏi thị trường. Và tôi cũng dạy cho mọi người thấy là khi nào thấy đỉnh được, đỉnh tạm thời, đỉnh trung hạn, đỉnh dài hạn, và cũng hướng dẫn cho mọi người thấy hết tất cả mọi thứ.
cho nên họ hoàn toàn độc lập, nghe không? Ngành đầu tư giai đoạn này nói rồi, nó lui nó tới rồi, tôi chỉ có bằng chứng thép với động sản và dầu thôi. Trời, hôm nay ăn dầu ở bị ngon. Nói thiệt là tất cả, tôi nói với các bạn là gì, cộng cả margin rồi này nọ nữa, tôi lãi 100% rồi. Có nhiều cổ phiếu tôi lãi đến giờ hơn 50% rồi các bạn nha. Cái này thì nói rồi, tỷ giá Việt Nam đang đi ngược với chính sách của Fed, đánh giá thế nào? Thì đã nói rồi, chúng ta quyết tâm hy sinh tỷ giá mà. À, hy sinh tỷ giá để cứu tăng trưởng. Rồi sau cái chuyện mà mình đạt được mục tiêu tăng trưởng, chúng ta sẽ tính câu chuyện tỷ giá sau. À, tại vì nó còn chuyện tăng trưởng, nó còn đến sứ mệnh chính trị nữa, này nọ nữa các bạn. À, cho nên rằng là vấn đề ở chỗ mọi người sợ khi mà tỷ giá mà nói gì, đồng Việt Nam mất giá thì nó hỗ trợ xuất khẩu, tất nhiên nó sẽ đè nặng lên những cái doanh nghiệp mà nhập khẩu. Nó đè nặng lên doanh nghiệp nhập khẩu, nó đè nặng lên nhập khẩu thì tất nhiên là họ nhập nhiều thứ về thì buộc lòng nó phải thể hiện qua giá, giá nó sẽ tăng. Mặt hàng nó sẽ tăng, những cái gì nó liên quan đến nhập khẩu nó sẽ tăng. Nhưng cái điều mà mọi người vẫn sợ sợ đó là nếu mà Fed nó tiếp tục tăng thì cái lãi suất ở bên kia hấp dẫn hơn, người ta sợ người ta rút tiền. Nhưng mà không có đâu các bạn, đầu tư thị trường Việt Nam rất là thơm, khối ngoại vẫn rất là thích đầu tư Việt Nam. Tất nhiên là nó có bị một vài cái tác động nhất định, nhưng mà chuyện đó đầu năm 2024 hẳn tính nha. Nếu có chuyện gì thì đầu năm 2024 nó sẽ thể hiện. Còn bây giờ tập trung cho việc tăng trưởng nha, tập trung vào những cái gì để hoàn thành tất cả các KPI từ đến cuối năm. À, không có ngồi đó mà sao lãng, đừng có nghe mấy chuyên gia nói nhiều quá. Tôi nói nè, cái này thực tế đâu ráng chịu mà tôi thích nói vậy đó. Ai ở trên đời này cũng phải vì mình hết đó các bạn. Nói để các bạn hiểu, cái người mà quản lý tài khoản là quản lý quỹ, người ta sẽ luôn mồm nói chuyện rủi ro. Người ta sẽ nói hết cái câu chuyện rủi ro ở Việt Nam. Ở Việt Nam hết chuyện để nói thì họ sẽ lôi những câu chuyện rủi ro trên thế giới về nói, để mọi người thấy rủi ro. Sợ. Sợ thì giao tài sản cho họ quản lý. À, nộp tiền vào trong app họ, vân vân và vân vân. Những người mà làm cố vấn, tôi từng làm cố vấn nè. Nha. Vấn đề là mọi người cố vấn họ tuân thủ khác nhau nhưng mình cứ làm mà thôi. Nhà cố vấn thì người ta nhận tiền từ cái việc mà mỗi giờ họ cố vấn. Cho nên là họ giống như bác sĩ vậy đó. Họ phải nuôi con bệnh để rồi các bạn tới trả tiền cho họ nhiều lần. Đó, chính vì vậy mà tôi bỏ nghề cố vấn là vì như vậy. Bây giờ tôi chỉ tập trung cố vấn cho, tham mưu cho các tổ chức lớn cũng như là chính phủ thôi. Tôi không có, ít rất là hạn chế nhận cho các cái bạn tài khoản cá nhân. Ha. Rồi, cái người môi giới thì họ phải luôn khoe mẽ cổ phiếu của họ để rồi các bạn vô room. Người mà cầm tay chỉ việc như tôi thì tôi sẽ cổ vũ mọi người là học đi rồi tự làm, tiền của mình tự làm, nếu như đạt được thì mình hưởng thành quả, nếu như mà lỡ mà có mất thì mình học được bài học gì đó và tự làm, mình còn bày vẽ được cho con cháu mình. Người trainer, người tôi là huấn luyện về đầu tư, cái người trainer thì người ta sẽ học đi, thu tiền. Còn có hiệu quả hay không, chuyện đó chuyện của mọi người không quan tâm. Đó thì ai cũng vậy, cũng phải nói vì lợi ích, vì mục tiêu, mục đích của mình hết. Tôi cũng vậy, không có thần thánh nha, và tính của tôi là trực tính lắm. Tôi dám nói, tôi dám làm, tôi dám nhận, và tôi nói sự thật cho mọi người hiểu vậy thôi. Còn người hiểu rồi,
tự quyết định lấy, khôn lớn hết trơn rồi, người lớn hết trơn rồi đó. Nói vậy để mọi người hiểu. Rồi không nhận định đã nói rồi, không nhận định Sapeco Masan tôi nói rồi, lưu ý những cái chuyện này. Riêng cái ngành tôi chỉ nói ngành thôi, tại vì một số bạn á, các bạn nói là nếu anh không nói về cổ phiếu thì anh nói ngành. Cái ngành, ngành gì? Ngành tiêu dùng bán lẻ, ngành bán lẻ, xin lỗi các bạn, ngành bán lẻ thì tôi thấy á, là chỉ có mỗi con Thế Giới Di Động chạy thôi. Tôi thấy mỗi con Thế Giới Di Động chạy thôi. Còn Thế Giới Số nữa, tôi thấy con Thế Giới Số chạy thôi. Tại vì nó sao, nó đơn giản á, mấy cái con đó thì năm nào nó không chạy, ở thời điểm này năm nào nó không chạy hết á. Tháng 8, từ tháng 8 trở đi là nó bắt đầu cuộc đỉnh chạy nha. Đó thì đó là như vậy. Tôi thấy Masan chưa chạy, Masan nó chạy có một tí xíu rồi, vậy thôi, nói ngang đó đủ rồi. Một cái khóa học của các bạn hiện nay là 60 triệu cho 12 tháng, tương đương là 5 triệu một tháng, nhưng mà đóng hai lần, một lần 30 triệu. Lần đầu đóng xong xuôi là khoảng tháng, tháng rưỡi sau đóng nữa. Nói thật với các bạn là các bạn khóa 6 người ta đã gia nhập cách đây 2 tháng rồi, và người ta đã kiếm được rất nhiều tiền rồi. Sau khi coi 5 video người ta đã kiếm rất là nhiều tiền rồi. Và đợi 15 tháng 9 này, có nghĩa là thứ 6 này học thôi. Chứ còn họ đã đưa những cái tài liệu trước, những cái video trước để tự học, tự nghiên cứu. Hàng ngày tôi bày, tôi hướng dẫn nha. Còn cái khóa 7 ấy, thì tháng 12 mới mở. Khóa 7 tháng 12 mới mở. Và dự tính là khóa 7 là thu một lần, tôi không cho thu hai lần nữa. Mà đóng đủ rồi học vậy thôi, không có cái chuyện là đóng thành hai lần. Ha, sang năm 2024 dự kiến tăng ít nhất là 10% học phí. Tại vì có lạm phát và cũng có cái chuyện là vật giá tăng cũng như là tăng lương cho nhân viên. Rồi. Rồi dệt may không quan tâm luôn, xin lỗi bạn là tôi không quan tâm đến dệt may luôn nha. Tại vì sao? Tôi nói rồi. Nhìn trong VN30 đi. Nhìn trong VN30 đi. VN đấy muốn lên á. Nha, VN đấy muốn lên á thì VN30 phải lên. Và VN30 là bao nhiêu? 12 con banh rồi. Ha? Rồi một con thép, một con chứng khoán, một hai con gì đó về bất động sản, đầu tư công vân vân. Nó có trong VN30 nó có khoảng đâu đó nó có khoảng 20 con là có thể đầu tư được ở giai đoạn này thôi. Còn mấy con thí dụ như Sapeco, thí dụ như Vinamilk rồi nọ, con Pao rồi nọ vân vân, tôi nói là đừng có đụng vô. Ngành đường á thì nó chạy mất tiêu rồi còn gì nữa. Mình phải hiểu như thế này nè, trước Trung Thu là người ta phải, Trung Thu là cái thời gian mà người ta sản xuất rất là nhiều bánh kẹo. Mình muốn đầu tư đường thì mình đầu tư trước đó, khoảng từ tháng 6, tháng 7 mình nhập hàng chứ. Sao giờ này mình ngồi đó nhập nữa, người ta đã sản xuất bánh kẹo, Trung Thu sắp hết rồi. Cái chuyện đó thì mình phải tính nha. Chứ còn mà giờ này mình còn hỏi chạy mất tiêu rồi còn dư địa được nhiêu mà cứ nói thôi, không có nói về mã cổ phiếu nhiều nữa nha. Đó, tôi thấy rằng là nhiều cái mã cổ phiếu trong VN30 nó chưa chạy, ngành ngân hàng á tôi thấy thực sự là chưa chạy nha, tôi thấy vậy. Còn mấy con mid cap á thì nó chạy, ngân hàng thấy vài con mid cap nó chạy, còn mấy con trụ ngân hàng cũng chưa chạy đó, vậy thôi. Nó chạy thì bây giờ từ đây đến cuối năm mà mày không chạy thì thử ai chết cho biết nha. Từ đây đến cuối năm mà cái hàng không chạy
không chạy chỉ tiêu, không chạy KPI á, ngành ngân hàng móm hết các bạn nha. Đó, làm sao mà không chạy được, không chạy mấy cái ghế mấy ông ngân hàng lung lay hết à, hiểu không các bạn? Giờ tiền nó hơi thắt chặt một tí nhưng mà rồi cũng phải nghĩ cách thôi, chưa thể ra ngay được nhưng mà rất mà ra đến tuần đến tháng. Trong trường hợp nào tuần tháng thì đến ngày là ngắn hạn, tuần là trung hạn, tháng là dài hạn. Tuần và tháng để mình coi xu hướng rồi chưa, còn ngày để trading vậy thôi. Dầu khí người ta ăn quá trời trời rồi, dư địa thì chắc chắn vẫn còn, nhưng mà đừng có thấy vậy mà xong vô dầu khí coi. Ôi coi dầu khí gì nữa trời, ăn dầu khí tôi ăn 50% rồi, dầu khí nó buôn vậy nhà vô. Không sợ chết hả? Dầu khí á, là nó dầu khí á, là tôi thấy sao, nó tạo năm cái đáy nha. Dầu khí nó tạo năm cái đáy, mà nó tạo càng nhiều đáy chừng nào thì nó buôn càng mạnh chừng đó. Chính vì vậy mà kỳ vừa rồi nó buôn lên đến bao nhiêu, 88 rồi, 88 đô rồi nè, 88 đô rồi nè các bạn nè. Đó, dầu khí phải đợi, em quan tâm em phải đợi, đợi nó chỉnh nha, em quan tâm em phải đợi nó chỉnh, chứ còn bây giờ nó lên chừng này rồi bay vô đu chúng đỉnh. Bây giờ đáy nè, một đáy nè, hai đáy nè, ba đáy nè, bốn đáy nè, năm đáy nè. Người ta nhập từ cái hôm 28 tháng 7, nhập từ 28 tháng 7, người ta ăn lên đây, người ta ăn đóng rồi. Giờ em hỏi cái gì nữa? Giờ em hỏi gì nữa? Dầu khí lên đây, dầu khí lên đây 31%. Đó, con dầu khí của tôi á, thì hiện nay là 50% rồi. Mà mà em bu vô chi? Nếu em quan tâm thì em phải đợi đợi chỉnh nha. Em bu vô là ăn không được bao nhiêu, không có công là chửi om lên giờ. Và chuẩn bị chốt. Thì cái vốn chủ ý là chu kỳ thôi rồi đợi. Tôi nói hả, ở trong danh sách á, mà có bằng chứng thép bất động sản dầu khí á, là cứ ngồi đó phải quạt vậy nè, phải quạt vậy nè. Là từ hôm nay á, thì chứng khoán chạy, ví dụ ngày hôm qua chứng khoán chạy, hôm nay á, đầu giờ thép chạy, sau đó dầu khí chạy, rồi một hai con ngân hàng gì đó nhấc mông lên một tí. Đó, thế thì bắt đầu nó quay, nó đảo. Nó cứ hôm nay con này chạy, hôm nay banh chạy, ngày mai ngân hàng chạy, ngày mốt chứng khoán chạy, ngày kia thép chạy, ngày kia bất động sản chạy, ngày kia dầu khí chạy. Ăn nắm năm con đó, nó cứ chạy vòng vòng. Thế là cuộc đời mình nó cứ vui suốt vậy thôi. Ngành chứng khoán á, còn ăn được dài. Tôi nói rồi, nói lui nói tới mọi người rồi, ít vốn mới thì cái bám chứng khoán, khi nào mà nó chỉnh thì cứ múc chứng khoán ăn thôi chứ có gì đâu. Thị trường á, ngành chứng khoán là nó đi theo chỉ số. Chỉ số tăng nó tăng, chỉ số giảm nó giảm, khỏe cái gì đâu. Đó, thì đó là một số cái để rồi nhận định thị trường thấy vậy đó. Nhắc lại là mua từ hôm 23 tháng 8 rồi. Ở thời điểm này có thể gia tăng vị thế được. Chứ đừng có đợi đến 75, 80 lúc đó mới thấy trộn rộn chào rạo trong người, xong xuôi rồi múc.
Thì tệ lắm, thì tệ lắm các bạn nha, tệ lắm. Nếu đó là mình đã dở lắm rồi nha, các bạn ha. À, lúc đó mình đã dở lắm, là mình đã FOMO quá 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 mức rồi. Điều đó là điều không có cần thiết đâu các bạn nha, không có cần thiết. Và mình phải gì, mình phải nếu như có mua thì mua chứ, nếu như có gia tăng thì bây giờ lo gia tăng cũng được ha. Đó, chứ còn mà nếu nó quá đến 75 rồi, rồi ai 70 75 trở lên đó, thì cố gắng giữ được hàng nha, cố gắng giữ được hàng thì nó mới gia tăng lợi nhuận được. Chứ còn nếu mà cứ FOMO mãi kiểu đó thì cuối cùng á là các bạn chỉ có mang tiền của mình ra nướng cho thị trường thôi. Đó là cái mà các bạn cần phải hết sức lưu ý đó. Còn đợt tới này thì tôi sẽ khai giảng, hình như chỉ còn hai học viên cuối cùng thôi. Tôi tuyển được như là 28 rồi, và tôi chỉ tuyển đến 30 là tôi dừng. Thì thứ sáu này tôi khai giảng, bạn nào quan tâm á, thì tôi mời khai giảng thì tham gia khai giảng nha. Rồi sau đó thì tôi bắt đầu khóa 6, còn khóa khóa 7 thì tháng 12 tôi mới mở nha. Tôi mới mở lại, mà tôi nói trước cái này một tí là các bạn, nói trước cái này một tí là lưu ý là các bạn cần sự nhiệt tình trong tham gia các hoạt động. Nhưng mà tôi cũng nói rõ là tôi không có làm môi giới, và tôi cũng không thể cứ liên tục online cái gì hàng ngày tôi gửi, tôi đã gửi rồi. Và tôi không thể cứ liên tục hàng ngày ăn rồi cứ 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 online với các bạn liên tục được. Tại vì một tuần như vậy là tôi mất 3 buổi tối là tôi cầm tay hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho mọi người rồi. Cho nên rằng là cùng lắm lâu 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 tôi mới online một tí thôi. Lâu lâu rảnh đó, tôi mới online một tí thôi đó. Còn khi nào mà cần mua thì tôi đã nhập bạn nó rồi, còn khi nào mà thị trường nó nguy hiểm thì tôi cũng đã cản rồi, nó vậy thôi. Chứ bây giờ tôi đâu phải là người đi lùa gà đâu, mới ăn được online hoài mệt Bây giờ nếu mà các bạn chấm với điểm buổi chia sẻ như thế này thì các bạn cho được mấy điểm? Nếu buổi chia sẻ như thế này thì các bạn cho được mấy điểm? Cho mấy điểm cho vào đây giúp nghe. Các bạn muốn gì thì các bạn cứ nói thì chia sẻ thôi. Còn nhiều điều dưới này lắm, còn nhiều điều dưới này lắm, nhưng mà thôi những cái lời khen thì bỏ đi, đừng có đọc lên đây mắc cỡ. Cái gì mà hỏi được á thì hỏi nha. Cái gì hỏi được như này mà nhiều nhiều câu chưa trả lời được nha, nhiều câu chưa trả lời được nha. Còn tôi sợ khen lắm, tôi khen là gì, tôi khen khen tôi là tôi hay bị lục nghề lắm, tôi hay bị cao ngạo, tự cao tự đại lắm. Ok thôi hết giờ rồi, thôi mọi người nghỉ ngơi đi nha. Rồi anh chào mọi người, chào cả nhà.